bạn ơi. Ok, hello chưa tất cả anh em. Và game đây thì hôm nay mình sẽ dạy các anh em. À trước khi vào game hay live sẽ quay cho mình nhá. Hôm nay mình sẽ video cách anh em chơi Skywarton nhá. Ok, về đầu tiên anh em vào cài đặt vào video. Thì để làm video có chất lượng quay tốt hơn và chơi tốt hơn thì anh em nên kéo xuống cái phần force cho mình này và để nó ở 78 nhá. Thế 7278 từ 70 đến 78 thì chơi sẽ rất tốt và có thể quay video tốt. Thì sensitivity thì anh em cũng để đến 3332, đừng để 33 đến 35 luôn. Đừng có để cao quá thì trơn quá chơi không tốt. Ok. Và cái booster size thì thích để nặng được. Thì hôm nay mình sẽ giúp anh cách mà chơi có thể scale qua có vẻ một phần tốt hơn nhé. Ok, thì việc đầu tiên anh cần làm là chính là phải lấy hòm nhanh nhá anh em nhá. Anh em hãy xếp đồ mình đúng một cái thanh đồ mình xếp một cách mà nó có nhanh gọn ý và quen thuộc với anh em ý. Đấy, kiểu như mình ý thì để chơi nhanh hơn, lấy hòm mình giết bọn nó nhanh hơn. Tiếp theo đó là kỹ thuật bắc cầu. Thì anh nhìn dưới để nhìn thấy là mình bắc như này đó. Thì để bắc tốt thì anh em hãy cố gắng mà tạo một thế giới quy tắc và bắc. Và về việc đánh nhau ấy, thì anh cứ lên lùi xuống để làm cho vừa lên đối thủ có thể là không đánh được anh em mình lúc mà anh lùi xuống đó. Thì nói chung là mình giảm nhanh quá, tại vì mình chơi cũng nhanh quá nên anh em thông cảm. Thì mình sẽ nói lại là cái kỹ thuật bắc cầu này đó, anh em phải quen thuộc tập tốt với cái việc bắc cầu và việc đánh người ấy. Đấy, anh em cứ đi đánh lùi xuống và có từng map của nó có khác ấy. Thì anh em cố gắng quen thuộc với nó. Thì cách lấy hòm thì ai cũng hãy tập chơi quen thì lấy hòm nhanh đó. Thì mình hay lấy đồ ăn và thanh, nếu mà thanh stack của anh mà tay stack block của anh mà lên 64 ấy thì anh em hãy bỏ một stack đi và để lại stack 64 đấy, thừa của cái cục đá ấy. Nhưng mà mình sẽ chơi sở server poker lane nhé, server thân thuộc của mình đó. Thì server poker lane có một cái đặc biệt đó là đồ ăn sẽ bút máu, không phải là ăn mà lên không nó hồi máu mà nó bút máu luôn cho anh em. Thì đây sẽ là một số cái tutorial mà Lava muốn giúp anh. Đấy, thì anh có thể thấy là để phốt 75 đến 7, 70 đến 78 thì nó sẽ chơi nhìn video tốt hơn đó. Đánh thì cố gắng lùi xuống. Thì mình dùng kit Vero nên mình sẽ để cái đồ cho nó phù hợp với cả kit của mình đó. Vậy là win rồi. Đấy, thế là một số cái tutorial này nó cũng sẽ giúp ích mình win theo như cách mình chơi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem hẳn một trận mình đánh nhé. Ok, let's go. À quên mất, và cùng xem Lava có đã đánh theo tutorial của Lava dựng nhá. Ok.